các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang ở sạp theo quay của Chi Mai các bạn. Địa chỉ 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Đó, sáng sớm mà vẫn nắng quá trời, đang chơi máy che các bạn. Đó, sạp đây. Lấy ổ bánh mì rồi đừng lấy. Hello theo. Chị Nga, hello chị Tâm, hello bé Ly. Bánh mì này là 15k một ổ nha các bạn ăn thêm siêu thêm tính tiền thêm. À này bé Ly có nón mới nha, nón hồng luôn. À. Qua mưa lớn quá trời luôn. Ai? Có chứ. Khi nào anh bận là hoặc đi công chuyện anh mới không quay. Bình thường anh không bận hả? Hả? Buổi sáng á. Buổi sáng thì đâu có làm, chỉ làm buổi trưa thôi. Trời trời. Thấy chưa? Nói tiếng lóc nha, mình không để ý là dính liền. Chị Tâm là nhạy nhất luôn á, mới vừa nói xong là chị Tâm bên kia biết liền trời. Hay thiệt. Hiểu ý đồng đội. Hiểu ý đồng đội. Đồng đội là phải hiểu ý nhau. Hiểu ý là chết rồi. Vừa nói ra cái là biết liền rồi. Chị Tâm biết liền luôn, chị Tâm nhạy lắm luôn. Chị Tâm 10 điểm nha. Chị nghe em nói nha, Tâm. Cái bà nhìn ánh mắt em cái là bà biết bà làm cái gì rồi đó. Hay cái chỗ đó. Bởi vậy mới vô chung một team đó. Đây là ba gọi nạc, ba gọi rút xương là 320 ngàn một ký nha các bạn. Xương đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120, da 500k một ký các bạn. Bánh mì 15k một ổ các bạn, thêm kia thêm tính tiền thêm. Buổi chiều là đầy đủ món nha các bạn, gồm có lưỡi, đầu, rồi má heo, tai heo đầy đủ các bạn. Buổi sáng thì có ba gọi nạc, ba gọi mỡ, xương đùi xá xíu, bánh mì. Thank you.
ký ba gọi. Chặt luôn không cô? Không chặt. Mua hai ngẩu sáng, ngẩu trưa, ngẩu hả? Người ta mua dự phòng cho tới trưa luôn. Lá cây thay tiền hả chị Nga? Nhưng mà ăn năm chỉ được có lần thôi nghe, chứ không phải ngày nào cũng xài nha. Đó là chợ bằng lá cây. Giờ bước lá cây vô tiệm vàng mua chị Nga ơi. Chị đi trước thì em đi sau, nếu mà thành công em cũng vô em mua luôn. Không phải, tại chị Nga địa bàn ở đây. Em 2 ổ 15 nữa. Dạ dạ, để viên là 20 nè. Để 20 đưa chú này trước đi. Có dạ có rồi chú. Nắm cho cái thói vậy. Hỏi em ở Tây Ninh mà em cũng không biết nghe cái hội chợ đó luôn hả Lê Lê? Thay đổi tên đó.
đây, hai cái đầu đó, hai đầu đó rất là giòn các bạn. Đang quay phim mà. Giòn các bạn, bánh mì đẹp ghê. Bóp mỡ xe bánh mì đẹp ghê. Đẹp hay người ta không nghĩ là sẽ đẹp đẹp mà ta nghĩ gì khác nữa chứ. Sao hiểu à. Chặt luôn không trời. Dạ, bây giờ em có ba đội nạc, chị lấy ba đội nạc. Chị gái mua mọi thứ nữa cái ba loại luôn. Lấy ba loại luôn.
ba gọi nạc nữa, ký đùi nữa, ký sát xíu. Xa xíu là 300k một ký nha các bạn, rồi là 300k một ký, ba gọi là 320, đó là ba gọi nạc nha các bạn, còn ba gọi mở là 200k.
chị? 32 gì? 32 hả? Lấy em miếng này đi. Tìm tém nha bé Lê.